về đến với Chuyện Phố Phường thứ 6. Thưa quý vị, một tuần nữa lại đến và chúng tôi như thường lệ sẽ gửi đến quý vị những chương trình về văn nghệ, ca hát cho đời vui, những câu chuyện vui. Và hôm nay lên đây cùng với chúng tôi, thưa quý vị, đó là một nữ ca sĩ xinh đẹp, một bé gái gọi là em của Trung Tư Lưu, đó là nữ ca sĩ bé Mai Thanh Thúy. Chào em, chào anh, chào chị, chào Thúy. Bé sắp có cháu nội chưa? Bé chưa. Trời ác ghê chứ, có trước nghe con nó cho uống nước đường không có nước. Anh Lưu là giỡn với em nhiều lắm, cho nên là em hiểu hết. Không sao hết, anh Lưu lúc nào cũng là một người anh rất là thân thương. Em tha kêu bé Mai Thanh Thúy bằng lão cũng không sao luôn. Không sao hết, tại vì mình luôn luôn vẫn là mình, doesn't matter what. Tại vì em xin kính chào tất cả quý vị khán giả và kính chào tất cả các anh chị. Hôm nay cho Mai Thanh Thúy gửi lời chúc thân thương nhất, thân ái gửi lời chào. Và Mai Thanh Thúy rất là hạnh phúc được ngồi đây để cùng hầu chuyện với quý vị. Anh nói cho nên ngồi đây là bị sơi tái, bị tấn công, bị em có chấp nhận không? Chấp nhận đó nha, chứ không phải là lên đây ngồi. Hiền lắm đâu, có hiền đâu nha. Không hiền. Đây là từ đã em là coach cho cổ trong V-Star mà cỡ Mỹ Linh vậy nha. Trời ơi, cái gì ơi, mang em có biết nét hiền của chị Mỹ Linh không? Em có biết nét hiền của chị Mỹ Linh không? Em biết là chị hiền mà. À vậy hả? Vâng. Vậy là em làm chết nửa đời. Anh thấy không? Một người một lời nói rất là thành thật. Em công nhận không? Tàn. Em đừng có nghe hai người này, kêu muốn nói xấu chị. Hai người này nói xấu chị. Tàn là tức là nói chị đừng có mét đó. Đừng có mét lại đó. Dạ chị ơi, chị diễn đi chị. Quý vị ơi, hôm nay Mỹ Linh giới thiệu một lời giới thiệu rất là quen thuộc. Còn một người coi như là mang một cái họ vừa mới giới thiệu đây, Mai Thanh Thúy. Và bây giờ là Mai Trí Dũng. Dũng. Hai anh em khác cha khác mẹ đó thưa quý vị. Hai anh em này khác cha khác mẹ. Không? Chị hỏi em, họ Mai là của người miền Bắc hả cưng? Dạ thưa chị, không phải ạ. Dạ vâng, tên của em, tên gọi đúng là tên là Mai, là tên thật em gọi, nhưng mà vì là Mai kia là tên. Cái này là tên kia. Em đi hát không? Em đi hát thì em muốn giữ cái tên của cha mẹ đặt cho mình, đó là tên Mai và nghệ danh kèm theo là Thanh Thúy. Tại sao lại chọn Thanh Thúy? Kể cho anh nghe đi. Thanh Thúy thì em tin một người nam ca sĩ, đó là Quang Lê, có success và có nói với em là Mai ơi, Mai phải lấy một cái tên để cho mà nó bay bổng trong cái nghề âm nghệ thuật của mình, ca hát của mình. Thì đã gợi ý cho Mai Thanh Thúy, thì mình đi hát là thường có âm thanh, có nghĩa Thúy thì có nghĩa là mình được bay bổng, tại vì cái tên đó nó có cái dấu sắc thì mình sẽ được bay hơn, nó may mắn hơn, nó mang lại may mắn hơn cho mình. Và dĩ nhiên thì Mai Thanh Thúy đi làm ngành nghệ thuật, nhưng mà Mai Thanh Thúy cũng tin rằng một điều là mình cũng cầu những cái sự may mắn đến cho mình, và đó là Mai Thanh Thúy đã nhờ một người chú khá lớn tuổi và tìm kiếm đặt cho Mai Thanh Thúy cái danh hiệu là Mai Thanh Thúy. Cuối cùng có sung sướng chưa? Dạ em cảm ơn sướng rồi. Câu hỏi này, nhưng mà Hàng Chi á, lựa cái người hát cũng giống nhau quá ha, chị Thanh Thúy giọng trầm mình. Câu hỏi này em cảm ơn anh. Em cũng thấy mình cũng may mắn và cũng được sự tiếp đón của quý vị khán giả khắp mọi nơi. Cũng như không những vậy mà hầu như tất cả các anh chị em ca nghệ sĩ cũng quý mến em và giúp đỡ em rất nhiều. Em được 18 tuổi chưa? Ô chưa anh. Em còn non lắm. Em chuẩn bị mới 17 hỏi trước rồi em dậm. Mới có 17 tuổi rưỡi à? Mới 17 tuổi rưỡi à? Dạ. Thôi bây giờ anh Trung Tử Lưu với lại chị Trang Thanh Lan đừng có tội nghiệp em nó còn rất là lần em hay còn bé lắm. Tan ra đây. Em nói cho Mai Thanh Thúy chứ đâu có nói gì em. Thưa quý vị, tuần trước thì chúng tôi cũng ngồi nói chuyện với nhau nhiều quá mà tới hồi hết giờ chúng tôi luôn không được hát câu nào hết. Kỳ này chúng tôi phải bớt nói đi, lại. Bớt nói lại chút xíu nha. Ok, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi xin giới thiệu những cơ sở thương mại đầu tiên để bảo trợ cho chương trình ngày hôm nay. Trước hết đó là DMG James coi như Moissanite của Arizona. Đây là một cái công ty đặc biệt giới thiệu đến quý vị những sản phẩm về đá moissanite, kim cương moissanite nhân tạo thưa quý vị, với những cái vết cắt từ 150 vết cắt cho đến
340 vết cắt và làm cho cái viên ngọc nó sáng, và những cái viên này là nước đi IF thưa quý vị, và mỗi viên đều có số hiệu và có được bảo hành trọn đời. Quý vị có thể đến với Tân Tú Quỳnh để xem. Ở đây có một chỗ display, hoặc là quý vị gọi cho cô Helen ở các tiểu bang khác thì gọi về 480-765-7824, 480-765-7824 với giá đang on sale đặc biệt từ 400 một viên 1 carat cho đến 800 2 carat, hoặc là 500 1 carat cho đến 1000 2 carat, và cứ thế là nhân lên. Những cái viên hột xoàn rất đẹp mà chúng tôi lâu thấy rằng quý bà khi vào tiệm cũng rất là say mê, và người nào cũng rất là nhiều người cũng đã đến để chọn để làm cho mình những chiếc nhẫn hoặc những chiếc vòng tay. Quý vị gọi số điện thoại 480-765-7824 lại có những cái vòng, cái vỏ vân vân, rất là nhiều kiểu của Hồng Kông, cả mấy ngàn kiểu luôn để quý vị chọn lựa và quý vị có thể đặt vào. Xin giới thiệu đến quý vị DMG James Arizona. Và thưa quý vị, cơ sở thương mại tiếp theo đó chính là Tâm Restaurant và Tâm Bakery. Tâm Restaurant, trong tuần trước thì Chủ nhật chúng tôi đã đến đến Tâm ăn, và quý vị cũng đã thấy một cái clip chiếu về cái những con robot ở đó rồi. Và thưa quý vị, nơi đây thì quý vị cũng biết rằng đã không những đã nhận food stamp mà còn là một nơi rất rộng rãi, thoáng mát, đồ ăn ngon, mà lại còn có hai con robot phục vụ. Bởi vì trong thời buổi mà nhân công rất là hiếm muộn thì mấy con robot đã phục vụ rất là tốt thưa quý vị, và nó có thể nghe tiếng Anh tiếng Việt luôn. Mời quý vị đến với Tâm Restaurant và Tâm Bakery. Tâm Restaurant tọa lạc tại đường Brockhurst giữa Chapman và Lamson. Quý vị nhìn số địa chỉ trên màn ảnh, với một số điện thoại duy nhất cho cả hai tiệm là 714-262-3437, 714-262-3437 để quý vị cần order hàng. Bên Tâm Bakery thì lại có tâm dâu ua, rồi chè cháo, rồi có những cái món cơm rượu rất là ngon, cũng như những cái món ăn đem về như là nai nướng xả để ướp lạnh rồi, ướp xả sẵn để quý vị về nướng, rồi heo rừng, rồi heo, rồi thêm những cái món như cá lù đù vân vân, và nhiều món khác lắm. Quý vị có thể gọi vào Tâm Bakery, và chỉ có Tâm Restaurant là có food stamp thôi. Quý vị đến ăn trả food stamp thì nhớ dùng, đem theo cái ID nha quý vị. Và mở cửa 6 ngày, đóng cửa thứ tư mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối, nhưng lại đóng cửa mỗi ngày từ 2 giờ rưỡi đến 5 giờ rưỡi giờ break time. Cái giờ đó là cái giờ vắng đó thưa quý vị, nên người ta đóng cửa để tiết kiệm được, để người ta cô chủ cổ đi lo lắng cho bữa tối cho quý vị đi chợ, đi búa này kia. Mỗi ngày là như vậy. Mời quý vị đến với Tâm Restaurant và Tâm Bakery. Chị Linh, chị hát lẹ đi chị. Wow. Để chừa giờ cho em hát với chị. Nhanh quá quý vị ơi, coi như là thời gian nó qua vun vút. Hôm nay Mỹ Linh sẽ trình bày bài hát Chiều Tím, sáng tác của nhạc sĩ Đan Thọ và thơ của nhà thơ Đinh Hùng. Chiều tím, chiều nhớ thương ai, người em tóc dài sầu trên phim đàn, tình vương không gian mây bay quan san có hay. Đàn nhớ từng cánh hoa bay, vầng trăng viết hoài màu xanh ước thề, dòng sông trôi đi lúc chia tay còn nhớ chăng. Ai nhớ mắt xanh năm nào, chiều thu soi bóng nắng chưa phai màu, kề hai mái đầu nhìn mây tím nhớ nhau. Chiều tím, chiều nhớ thương ai, còn thương nhớ hoài đàn ơi nhắn dùm, người đi phương nào nếp trình bào biết anh sao. Từ đây đàn nhớ thanh âm chung dây vĩ cầm
người xa vắng rồi. Chiều sang em ơi, thương ai hoa rơi lá rơi. Người ấy lòng hướng trăng sao, hồn say chiến bào, tìm trong tiếng đàn mùi hương chưa phai ý giao hòa. Người nhớ chăng mây gió bốn phương giăng hàng, mùa thu theo áo nét hoa mơ màng, và em với chàng kề vai áo vẫn hỡi đàn nhớ mong nhau. Tình thương bắc cầu người đi hướng nào, tìm trong chim bao tóc bay dài gió viễn khơi, tóc bay dài gió viễn khơi. Thưa quý vị, để chuẩn bị cho tiếng hát của Mai Thanh Thúy có mặt trong đây hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị một số cơ sở thương mại để bảo trợ cho chương trình. Thứ nhất là chương trình lao động định cư tại Hoa Kỳ EB3 sẽ giới thiệu đến quý vị đưa người thân từ Việt Nam sang Hoa Kỳ từ 18 cho đến 52 tuổi trong các chương trình lao động định cư với thẻ xanh 10 năm, thưa quý vị, làm việc tại miền Đông Hoa Kỳ. Để biết được thêm chi tiết, xin quý vị gọi vào số điện thoại 714-548-8432, 714-548-8432 hoặc là 714-583-2854. Chúng tôi cũng có chương trình chuyển thẻ xanh cho những du học sinh đang học tại Hoa Kỳ với I-20 đang còn giá trị để chuyển sang thẻ xanh 10 năm. Và hoặc là có những chương trình đầu tư định cư cho những người có đủ điều kiện kinh tế tại Việt Nam cũng như là đang có những cái visa để đi sang Hoa Kỳ, thì chúng tôi đang có những cái chương trình rất là đặc biệt để cho quý vị có thể đầu tư và định cư tại Hoa Kỳ theo các chương trình của chính phủ Hoa Kỳ mở ra. Xin gọi 714-548-8432, 714-548-8432 hoặc 714-583-2854. Tiếp theo cơ sở thương mại là, thưa quý vị, đó là Hắc Nhân Sâm. Bây giờ là giờ Hắc Nhân Sâm của chúng tôi. Quý vị cũng biết là Hắc Nhân Sâm này á, là cao cố Hắc Nhân Sâm chị Trang Thanh Lan rất là thích nè, đã có lại trong mấy tuần qua và cũng gần hết rồi quý vị. Quý vị phải nhanh tay bởi vì cái loại này bán rất là đắt và 325 đồng một hộp, có 3 hộp bên trong. Chỉ cần một cái đôi đũa quấy chút xíu thôi, một cái đầu đũa thôi phải không chị? Múc coi như là không cần nước giống như chị Trang Thanh Lan, hoặc là nếu mà chúng ta pha với một cốc nước ấm uống là rất là bổ dưỡng và khỏe mạnh, thưa quý vị, ngăn ngừa ung thư, ngăn ngừa cúm A và giúp cho quý vị có được thêm tăng cường trí nhớ và tăng cường sinh lực, năng lực đó, coi như là quý vị sẽ khỏe, rất là khỏe. Làm việc em đi hát mà em uống cái này đó, em hát không biết mệt là gì, đi show mà mệt mỏi đó, bay đó, thưa quý vị. Và chúng tôi cũng có một loại mà cùng với hãng đó là Hắc Nhân Sâm. Đây là Hắc Nhân Sâm bột, cũng của hãng Wellground, cũng là tinh chất Hắc Nhân Sâm nhưng mà làm theo dạng bột, và một hộp này chỉ có 190 đồng mà thôi. Tất cả những sản phẩm Hắc Nhân Sâm chúng tôi giới thiệu ở đây đều có quà tặng nha quý vị. Hắc Nhân Sâm Royal cũng là một loại Hắc Nhân Sâm mà quý vị cũng rất là ưa thích. Với một hộp như vậy là 1 kg, với 4 hộp bên trong, uống rất là thơm. Và cũng cái đặc biệt là quý vị thấy những cái hình trên đây nó để là cao máu, cao mỡ, đau tim gì quý vị cũng uống được hết. Đó là nét đặc biệt của Hắc Nhân Sâm mà quý vị có thể mua của chúng tôi với số điện thoại là 714-612-7309 nha quý vị. Tân Tú Quỳnh 9583 Bosa Avenue tại Canada, thì có thể vào Thúy Nga, Paris ở Canada để quý vị gặp chị Minh, có thể có những sản phẩm của chúng tôi với số điện thoại 416-537-5786. Còn đây là Hắc Nhân Sâm cao cốt với linh chi và đông trùng hạ thảo Tây Tạng, rất là tuyệt vời thưa quý vị, với ba cái loại linh dược
cùng hợp vô thì quý vị sẽ được. Ngoài cái việc mà tăng cường sức khỏe và ngăn ngừa ung thư, chúng ta còn ngủ ngon, còn có bổ gan, bổ thận, bởi vì đông trùng hạ thảo vốn dĩ là giúp quý vị ngủ ngon rất là nhiều. Ngoài ra, chúng tôi cũng có một cái hắc nhân sâm nguyên củ đó thưa quý vị. Hắc nhân sâm nguyên củ để nằm trong cái hộp thiết rất là đẹp, để chúng ta có thể mua về một cái hộp như vậy có 120g, có khoảng chừng 10 củ nhân sâm trong đây nguyên chất mà đã chưng cất thành hắc nhân sâm rồi. Quý vị có thể làm đủ thứ món các vị nấu, từ nấu ăn cho đến bỏ vô trà, mà quý vị biết chắc chắn đó là hắc nhân sâm nguyên chất. Bởi vì chúng ta trên thị trường có rất là nhiều loại hắc nhân sâm, và nhiều loại hắc nhân sâm tuy rẻ nhưng mà thưa quý vị không có giá trị, là bởi vì nó đã pha loãng rất là nhiều. Và cái trên tay của chúng tôi lưu là quý vị biết là một hàng tuần, bây giờ chúng tôi lưu giới thiệu đến quý vị là cái tay nải này. Cái tay nải này đặc biệt lắm em Thúy biết không? Yeah. Cái này là hắc nhân sâm cao cốt và mật ong. Ok. Nó gồm có hắc nhân sâm nguyên chất, một cái hộp bự như vậy đó, chứa có đến nửa ký hắc nhân sâm và khoảng 20% mật ong. Mà cái này là nguyên chất nha, cái là hắc mân sâm không có pha chất gì hết. Yeah. Một cái hộp rất là đẹp như thế này thưa quý vị. Và uống vào cũng rất là khỏe, dành cho những người không có uống đắng được. Okay. Như mẹ của anh đó là uống cái này. Yeah. Và uống mấy năm nay rồi. Và đây là một cái bữa bối không thể nào thiếu, mà anh phải mua để 3-4 hộp trong nhà sẵn vậy đó. Và đây là một cái hộp rất là đẹp thưa quý vị. Còn số lượng cũng không có nhiều. Và quý vị biết không, quý vị mua trong thời gian này, trong tháng 5 này nè, thì quý vị sẽ được tặng thêm một cái hộp hắc nhân sâm, gọi là sâm nữ của nước, của nữ. Tức là sâm có 30 gói, một cái hộp bự vậy nè. Chúng tôi sẽ đem lên trong kỳ tới để quý vị xem. Và cái loại sâm nữ này á, thì giúp cho quý vị là những người tiền mãn kinh này kia rồi, quý vị uống rất là tốt. Nó giúp cho nữ giới, cho nó trẻ hóa người nữ giới đó. Và như là trong cái thời gian tiền mãn kinh đó quý vị, thì cái người phụ nữ đó họ bị rất là nhiều những cái bệnh. Dạ. Mà cái đó là do, thí dụ như là cái bệnh đó là do trong người mình đó, nó bị giống như bốc hỏa nè chị. Rồi bị mệt mỏi nè, mình dễ bị stress nè, mình dễ bị bất cứ những cái gì nó tấn công mình lắm, thì mình uống cái đó nó sẽ hỗ trợ cho mình. Nó hỗ xin trợ quý vị nhớ gì? Gọi vào cho chúng tôi Tân Thú Quỳnh 7146127309 là một thế giới hắc nhân sâm tuyệt vời và giá trị. Bây giờ tới phiên Mai Thanh Thúy, em giới thiệu bài hát của em đi. Vâng, cảm ơn anh Trung Tử Lưu. Và Mai Thanh Thúy sau đây xin hân hạnh được gửi tặng quý vị một bài hát được mang tên Hoa Nở Về Đêm, sáng tác của Mạnh Phát. Mời quý vị lắng nghe. Bài thơ nỡ giữa đêm sương, nỡ tận tâm hồn. Chuyện một mình tôi chém dòng tâm tình, tặng người chưa biết một lần. Vì giây phút ấy tôi tình cờ hiểu rằng tình yêu đẹp nghìn đời là tình yêu khi đơn côi. Vào chuyện từ khi khoác bờ vai một mình áo dạ đường khuya, bồi hồi người trai hướng nẻo đêm sâu dấu tình yêu. Còn đẹp như khi quen nhau. Ai lớn lên chưa từng hẹn hò, chưa từng yêu thương, nhưng có mấy người
trắng gối mộng. Yêu ai anh băng sông dài cho đẹp lòng trai. Một người tìm vui mãi tận trời nào, giá lạnh hồn đau. Một người chợt nghe gió cửa mênh mông rót vào trong lòng. Chuyện một mình tôi chép dòng tâm tình tặng người chưa biết một lần. Vì giây phút ấy tôi tìm mình thì thầm, giờ đã gặp được một nụ hoa nở về đêm. Ai lớn lên không từng hẹn hò, không từng yêu thương, nhưng có mấy người tìm được một trắng gối mộng. Yêu ai anh băng sông dài cho đẹp lòng trai. Một người tìm vui mãi tận trời nào, giá lạnh hồn đau. Một người chợt nghe giữa mênh mông rót vào trong lòng. Chuyện một mình tôi chép dòng tâm tình tặng người chưa biết một lần. Vì giây phút ấy tôi tìm mình thì thầm, giờ đã gặp được một nụ em có nhận thấy là sau này em càng ngày em càng hát hay hơn không? Yeah. Một học trò giỏi. Xin cảm ơn anh. À, đây là một học trò của chúng tôi luôn hả? Dạ, cô là một trong những học trò rất cổ hát, cổ thông minh. Có nhiều người học. Mai Thanh Thúy cái cấp sau này hát nó càng nhẹ càng càng rất là em nhẹ, hát bây giờ em giống như em đã bắt được cái kia của ca sĩ rồi đó, có nghĩa là mình hát một bài mà rất là nhẹ nhàng luyến láy và lên tới xuống tới đó là đúng, cái điều mà anh thấy em hát bữa nay được. Ngân Nga cũng hay. Khen nha. Em cảm ơn anh Trung Tử Lưu. Xin cho phép Mai Thanh Thúy nói về anh Trung Tử Lưu một tí xíu, mà Mai Thanh Thúy cảm thấy mình phải nên hối lộ nhau một tí nhỉ. Bây giờ đó thì em rất là cảm ơn anh vì trong một cái quãng đường mà mới đầu nhất khi mà Mai Thanh Thúy đi hát, đó là anh Trung Tử Lưu đã dìu dắt Mai Thanh Thúy trước khi Mai Thanh Thúy đi thi V-Star. Thì anh Trung Tử Lưu là một người coach cho Mai Thanh Thúy hát dòng nhạc Bolero. Anh rất là mát tay và anh dạy cho Mai Thanh Thúy rất nhiều những bản tình ca, những bản nhạc Bolero mà Mai Thanh Thúy càng về sau càng thấm thía và càng hiểu hơn về những cái cách anh chỉ cho Mai Thanh Thúy hát. Thì Mai Thanh Thúy nhờ được có những cái sự dạy dỗ của nhiều thầy khác nhau, trong đó có anh Trung Tử Lưu mà Mai Thanh Thúy lúc nào cũng gặp trên Facebook và rất ít thời giờ gặp ở ngoài. Bởi vì nhờ có anh mà Mai Thanh Thúy cũng may mắn có được một cái nghề để mình đi hát, để phục vụ cho quý đồng bào khắp mọi nơi. Đây là một cái nghề mà Mai Thanh Thúy rất là yêu thích, và Mai Thanh Thúy cũng không bao giờ
quên những gì mà thầy đã dạy cho Mai Thanh Thúy. Mai Thanh Thúy luôn luôn cố gắng và lát anh trả cho thằng Trong ha. Trong đủ không? Dạ. Trong đủ không? Nói nha. Thầy em nói giờ hết. Em nói được, vậy nói thôi. Giờ hết. À nó hết hết luôn đó. À. Rồi. Dạ. Thôi cho Mai Thanh Thúy nói vài lời như vậy và cũng cảm ơn tất cả các anh chị hôm nay thì là một bài hát tặng, nhưng mà hy vọng kỳ tới cho em hát nhiều thêm để tặng thầy và khán giả nghe. Thì khi nào mà em đi show em sẽ hát nhiều giống như show Pachanga tuần rồi đó, em là cũng đã hát rất là vui phải không? Dạ vâng. Thì hy vọng là sẽ gặp em lên nhiều show kế tiếp nữa và anh vẫn mong em là nắm được cái key, tức là em giữ bolero cho anh đừng hát nhạc khác. Hát nhạc này rất là hay đó. Dạ cảm ơn anh, thích nhiều. Và thưa quý vị, bây giờ thì Trung Tú Lưu trước khi mời chị Trang Thanh Lan hát một bài rất là hay mà Trung Tú Lưu cũng thích cái bài này lắm, thì xin được tiếp tục quảng cáo cho đến những cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, đó là Tân Tú Quỳnh đến với quý vị trong những cái sản phẩm đặc biệt như gạo cá muôn vàng hoặc là lạp xưởng Lào ngon thần sầu. Thưa quý vị, ngoài lạp xưởng Lào thì giới thiệu đến quý vị luôn lạp xưởng Mai Quế Lộ, đặc biệt con đại bàng đen, ở đây không có ở đâu có hết. Và đây là sản phẩm làm để xuất khẩu ngược về Việt Nam của một cái gia đình tại quận Cam. Wow. Rất là ngon và thưa quý vị, thịt thà là rất là lành mà ít mỡ nữa. Một bịch như vậy nửa ký. Chúng tôi có rất là nhiều sản phẩm, còn quý vị cũng nhớ là chili chip của cả Lào cũng ngon lắm. Mà cứ nói là em cứ quên đem lên đây hoài, mà đem lên đây tốn quá quý vị ơi. Nhưng mà trời, chili chip của Lào mà đã nói rồi, chị thấy không? Quý vị có thể đến với Tân Tú Quỳnh nhé. Và thưa quý vị, ngày hôm nay cũng tiếp tục giới thiệu đến quý vị một cái sản phẩm rất là quan trọng mà chúng tôi luôn nghĩ rằng những người bệnh tật đều cần hết, nhất là những người bị stroke đó, hay là tiền stroke, hay là những người mà coi như là có nguy cơ bị stroke, có di truyền đó thưa quý vị. Thì quý vị có thể dùng cái An Ngưu Hoàng Cung như thế này. Và An Ngưu Hoàng Cung đây là một hộp rất là đặc biệt của một bác sĩ rất là giỏi tại Hàn Quốc. Một cái hộp nó có 30 viên giúp cho quý vị gọi như là chống đột quỵ và giúp cho quý vị mạch máu nó thông thương, giúp cho chống máu đông đó, thưa quý vị, làm cho tắc nghẽn các mạch máu. Quý vị nếu mà bị có nguy cơ đột quỵ thì nên bỏ 2 viên trong túi và đi đâu, đi tới đi lui thì quý vị có thể bỏ và khi nào cần là lấy lại nhai khi mệt hay tim đập mạnh hay mệt liền. Còn quý vị chưa bị mà có thể sợ bị đó thì chúng ta ngăn ngừa một tuần nha một viên được rồi, hoặc 5 ngày nha một viên. Một cái hộp như vậy là 275 đồng có tặng quà nha quý vị. Tiếp tục chương trình là chúng tôi có những sản phẩm nữa, giống như là quý vị thấy đây là một cái loại mỹ phẩm ốc sên mà chị Trang Thanh Lan với chị Mỹ Linh đã xài rồi. Không biết hai chị sẽ cho kinh nghiệm như thế nào, nhưng mà thưa quý vị, đây là ốc sên tím, một cái bộ kem dưỡng da ốc sên tím cho mắt cho mặt rồi luôn. Riêng cái này để hẹn, để hẹn tuần sau đi cho nó thấm một tuần á, thì mình thấm lên 2, 3 nói chứ. Bữa giờ có 2 tuần nữa đó một chị. Thời gian. Okay, để cho nó dễ nói hơn. Và thưa quý vị, cái này một bộ như vậy 7 cái chỉ có 125 Mỹ Kim mà thôi, đang sale 125 Mỹ Kim. Quý vị nhớ gọi cho Tân Tú Quỳnh, số điện thoại 7146127309. Với chúng tôi cũng còn rất là nhiều món khác như là dầu gội đầu Hàn Quốc Charco, rồi phân vi sinh AGN, ra hoa ra quả, cà chua trắng giúp trắng da, hoặc là thuốc trị mụn tuyệt vời, sức vô để mụn mới lên, sức vô là hết liền. Hoặc là quý vị thuộc những loại dời leo, mà chống dời leo mà quý vị biết rằng quý vị có đi chích ngừa, quý vị có thể bị, mà quý vị có thể dùng tất cả các loại thuốc của Mỹ không hết, nhưng dùng dời leo của Hàn Quốc này sức vô là hết liền. Wow. 12 đứa con của em mà có bị cái gì đó thì 24 đứa con, em nó đang lên mụn quá trời. Thì đó, thuốc sức mụn là tuyệt vời luôn. Yeah. Ha. Loại mới, loại cũ, loại mới là sức mới lên là sức nó xẹp, còn loại cũ là sức những cái mụn cũ có rồi. Yeah. Và chúng tôi có collagen trái lựu và nhiều món khác nữa. Quý vị có thể đến với Tân Tú Quỳnh và trà ngứa trị neo hoặc là những cái loại trà đặc biệt. Quý vị có thể đến với trung tâm Thúy Nga tại Canada với số điện thoại 416-537-5786. Còn Tân Tú Quỳnh với địa chỉ là 9583 Bosa Avenue với số điện thoại 7146127309. Cuối cùng, cái sản phẩm luôn luôn đặc biệt nhất mà để giúp cho quý vị giảm tất cả những cơn đau nhất hoặc là mất ngủ. Quý vị đừng để những cơn đau nhất hành hạ bản thân mình hoặc là để người thân. Chúng ta có loại SD thần kỳ này, nó giúp cho quý vị 800% cái chất cái tuyến nội tiết tố trong cơ thể, nó làm cho tất cả những mạch máu li ti được thông thương với nhau và giúp cho quý vị ngủ ngon, ngủ say. Đây là hai bà ngủ say ngồi kế bên. Đó, ngủ không muốn dậy luôn á nha. Bao giờ quên trễ giờ làm không chị?
Hả? Anh trễ. Anh đi giao hàng 3 ngày phải dậy sớm mà 3 ngày liền trễ. Coi như là mình định thường thường là mình dậy lúc 6 giờ nha. Mà ngủ một phát tới 9 giờ không hay luôn. Em tới 9 giờ em bật Ngọc Thúy nhận mình đẹp tân, Ngọc Thúy cũng vậy, coi như là ngủ nghe mê say luôn, coi như là hồi đó bị mất ngủ đó, những người bị mất ngủ đó thưa quý vị, ngủ rất là ngon. Em biết rất nhiều ca sĩ. Quý vị biết không, chỉ bỏ một giọt trong đây rồi chà hết cho khô, rồi bỏ một giọt đây chà hết cho khô, rồi uống một ly nước một ngày 2 lần nha quý vị. Một tuần là 7 ngày, tuần sau chỉ làm 5 ngày. Quý vị muốn tìm hiểu thêm thì nó có rất là nhiều cái tác dụng, từ việc tiểu đường giảm, da mặt đẹp, tóc đẹp, tóc chống tóc rụng, rồi giúp cho móng tay móng chân khỏe mạnh, rồi giúp cho điều hòa tim mạch, những người bị sốt, những người bị gao, những người bị nhức mỏi, loãng xương, thần kỳ thần kỳ và ngủ ngon, ai cũng cần hết. Và một người nữa em biết á, trước khi Chàng Trai Thái Lan hát chỉ cầm micro rồi, nhưng mình phải nói thêm đó là cô Thúy Nga. Cô đã hết đau và cô đã rất là vui vẻ, cô giới thiệu tùm lum cái loại thuốc này. Xin cảm ơn cô rất là nhiều. Xin cảm ơn cô Lan. Một bài hát cô Lan hát đi cưng. Một bài hát Trang Thanh Lan rất là thích. Sau 75 thì năm đó, năm 76 hay 77 gì, Trang Thanh Lan đi hát ở dưới Cao Lãnh, thì vô một cái quán cà phê đó, ăn sáng ngồi uống cà phê, tự nhiên ở chủ quán mới để cái bài Một Đời Tan Vỡ của nhạc sĩ Lâm Phương. Trang Thanh Lan nghe mà khóc như chưa bao giờ được khóc, tại vì mình nghĩ tự nhiên khóc cái dòng nhạc đó là chưa bao giờ, không bao giờ mình hát được và cũng không bao giờ mình nghe. Em nhớ sau 75 không? Tất cả nhạc người ta kêu là nhạc ngụy đó, đều phải dẹp hết. Nhưng mà đó là những cuốn băng đầu tiên của hải ngoại. Đúng rồi, không được nghe, không được hát luôn. Thành ra khi mà ngồi được nghe được cái Một Đời Tan Vỡ này, Trang Thanh Lan khóc giống như là mưa. Giống như là những bị người... tan vỡ vậy đó. Tan vỡ thiệt chứ, tan vỡ tất cả hết luôn. Thì bây giờ Trang Thanh Lan mời quý vị nghe lại Một Đời Tan Vỡ của nhạc sĩ Lâm Phương. Có một thứ tan vỡ mà vui dễ sợ luôn vậy đó. Tình ơi sao đen như áng mây chiều đông, sương gió bước chân lẻ loi âm thầm, giây phút yêu đương xa vời lắm. Tình đầu sao em như sóng du hồ xanh, thoáng đã thấy đau thương thật nhanh. Kỷ niệm xưa muốn chôn vùi đi tan tành, cho nhớ thương tình một đời thì mang lừa dối, còn tình một đêm sớm bỏ ta đi, trở về tìm đường xưa chung lối, chỉ gây khổ thêm mà thôi. Cả cuộc đời như con sóng đưa bèo trôi, xa vắng câu mộng mơ xa vời, đây đó cho qua một kiếp người. Tình một đời thì mang lừa dối, còn tình một đêm sớm mà ta đi, trở về tìm đường xưa chung lối, chỉ gây cuộc đời như con sóng đưa bèo trôi, đến lúc có lúc không vậy thôi. Từ nay sẽ vắng câu mộng mơ xa vời, đây đó cho qua một kiếp người. Từ nay sẽ vắng câu mộng mơ xa vời, đây đó đây sẽ vắng câu mộng mơ xa vời, đây đó cho qua một kiếp người. Wow, bài hát này kỷ niệm thưa quý vị.
Và thưa quý vị ơi, nếu mà quý vị biết nhạc sĩ Châu Đình An là một nhạc sĩ mà sáng tác những bài hát rất hay như là Đêm Chôn Dầu Dược Biển hay là Cay Đắng Bờ Môi đó, thì có một bài hát ông sáng tác em cũng nghe trên đài BBC hồi trước năm hồi sau 15 nghe ngộ ghê à, mà hồi đó em nghe chị Khánh Ly hát với Châu Đình An song ca mà chỉ có hai người này hát thôi. Từ đó trở đi bài này thật sự nó cũng hơi khó và cái lời rất là ngộ mà không chưa có ai nghe, chưa ít ai hát lại lắm. Và hôm nay chúng tôi lưu táo gan hát lại và xin mong rằng anh Châu Đình An cũng sẽ được nghe một người rất là quen thân sẽ nghe được bài hát này. Chúng tôi lưu xin tặng cho anh Châu Đình An và tất cả quý vị một bài hát của chính anh sáng tác mang tên Người Đi Chăn Vịt Phương Nam. Có nghĩa là một người đó bất đắc chí, rất là giỏi, một trí thức mà muốn trốn khỏi cái hoàn cảnh thực tại đó, thất chí đó, đi chăn vịt để tìm đường vượt biên. I see. Tôi người trái sông Hương lưu lạc về sông Hậu, như chim mỏi cánh đầu trên vòng đất quê em. Trời em che hướng đông, che giùm em ngọn gió. Em đùa anh chiếc lá, bão giạt về phương Nam. Tôi cười thời buổi khó, đi đâu để trốn buồn, thôi đành đi chăn vịt. Em bảo thế mà hơn, vịt tôi chăn trăm con, ngày lùa đi trăm ngã. Bạn tôi trăm tim nhỏ, bạn tôi trăm linh hồn, theo tôi qua thời khó. Thương mình em cô đơn, ngày đưa vong du con, mong chồng nơi biên giới mà chiến tranh tường lụi, ai ngờ vẫn còn dài. Em buồn sợi tóc mai dài bằng cơn nắng cháy, em buồn cây nhang luôn trên khuya sầu mênh mang. Mỗi ngày đi lùa vịt qua cánh đồng thanh thang, buồn tôi khua gậy múa cùng bèo trôi sông, ngóng dùm em phương đó, xem chồng về hay không, xem chồng về hay chưa. Em buồn sợi tóc mai dài bằng cơn nắng sớm, em buồn cây nhang ngôn cháy khuya sầu mênh mang. Mỗi ngày đi lùa vịt qua cánh đồng thanh, buồn tôi khua gậy múa hát cùng bèo trôi sông, ngóng dùm em phương đó, coi chồng về hay chưa, xem chồng về hay chưa, coi chồng về hay không, xem chàng về hay chưa. Người Đi Chăn Vịt Phương Nam đó, thưa quý vị. Dễ thương và cảm động ghê hả? Dễ thương quá. Nói về một người bất đắc chí đó. Và thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã nghe chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi rất muốn cùng ngồi lại để trò chuyện tiếp, nhưng rất tiếc là hết giờ rồi. Xin Mai Thanh Thúy gửi nhanh một lời chào. Vâng, cho phép Mai Thanh Thúy xin gửi lời chào thân thương nhất đến quý vị khán giả và xin hẹn gặp lại trong một dịp gần nhất. Xin cảm ơn. Và thưa quý vị, chúng tôi rất là vui vì đã góp mặt đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Xin hẹn gặp lại trong chương trình tuần tới. Xin kính chào quý vị. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Việt Face TV.